Thưa quý vị và các bạn, khi có cơn đau dạ dày, dùng thuốc trung hòa axit dịch vị, người bệnh sẽ cảm thấy dịu hẳn. Do vậy, có người thích dùng, thậm chí còn dùng thường xuyên không kỳ liều lượng mỗi ngày nhằm dự phòng cơn đau. Việc dùng thường xuyên liệu có gây ảnh hưởng sức khỏe thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng tôi có mời tới trường quay giáo sư tiến sĩ Đào Văn Long, nguyên trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai. Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn dành cho giáo sư đó chính là thuốc trung hòa axit dịch vị thì có thành phần là gì và thường có những dạng như thế nào ạ? Thuốc trung hòa axit dịch vị là một trong những cái nhóm thuốc mà có thể nói là được sử dụng rất là lâu đời. Và cho đến nay thì vẫn là một trong những thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng thông thường. Dạ. Thành phần của nó thì thường là nó có các cái nhóm sau đây. Một là cái nhóm natri bicarbonate, rồi là canxi carbonate và cái nhóm muối phốt pho. Nhưng mà hiện nay các cái thuốc này do có nhiều tác dụng phụ trên ít dùng. Hai cái thuốc mà thường dùng nhất đấy là hydroxit nhôm và hydroxit magie. Dạ vâng. Vậy thì hai loại thuốc đó thì có tác dụng như thế nào? Đây là những cái thuốc khi mà vào trong dạ dày của chúng ta thì nó tác động với axit chloric, là cái chất mà gây ra, được bài tiết ra, gây ra cái hiện tượng là chúng ta ợ chua ấy, nó có cái cảm giác chua ở miệng. Và đây chính là cái nguyên nhân quan trọng nhất gây nên cái loét dạ dày tá tràng. Thì nó trung hòa cái axit này, do đó nó làm giảm cái cơn đau của người bệnh. Người ta cho rằng là một cái thuốc mà trung hòa axit dịch vị mà tốt, tức là nâng cái axit từ khoảng độ 1-1,5 lên đến 5 trong phạm vi 1 tiếng đồng hồ. Và có thể nói là khi mà có một số người bệnh, người ta sẽ nói với chúng ta rằng là khi em uống cái thuốc này thì chỉ vài phút sau là tôi cảm thấy dịu hẳn. Dạ, vâng. Cũng chính vì điều mà giáo sư vừa nói, tức là nhiều người dùng thuốc thì sẽ cảm thấy dịu hẳn ngay. Chính vì vậy mà họ đã sử dụng vô tội vạ, không kể liều lượng mỗi ngày. Vậy thì nếu như điều đó được tiếp diễn, họ dùng hàng ngày như vậy thì hậu quả ra như thế nào? Có thể nói đây là một cái nhóm thuốc có tác dụng rất là nhanh. Nhưng mà cho đến nay thì trong y học nó chỉ được coi, thông thường nó chỉ coi là một cái thuốc để điều trị triệu chứng. Khi mà cái triệu chứng nó quá nặng, nó diễn biến, nó làm cho người bệnh quá mức khó chịu, tạo nên một cái đau đớn mà người ta cảm thấy là cần phải có được một cái biện pháp giảm ngay tức thì họ hay tìm đến cái nhóm thuốc này. Dạ. Tuy nhiên việc lạm dụng những cái thuốc này thì sẽ gây ra những cái hậu quả mà chúng tôi nghĩ rằng là không đáng có. Tôi lấy ví dụ cái đơn giản nhất, trước đây chúng ta hay dùng một cái loại thuốc chúng ta gọi là thuốc muối natri bicarbonate. Dạ, vâng. Thì đây là một cái thuốc có tác dụng rất là nhanh, nhưng mà khi chúng ta uống vào như vậy thì chúng ta sẽ thấy ngay là nó sẽ tạo ra cái khí carbonic, và khi tạo ra khí carbonic như vậy thì cái bụng nó lại đầy, ợ hơi liên tục. Đấy là chưa kể những cái tác dụng phụ rất nhiều những cái khác. Khi dùng các loại thuốc trung hòa axit dịch vị dạ dày, các bạn cần lưu ý những điểm sau. Các thuốc này có thành phần là các muối nhôm và các muối magie. Thuốc có ưu điểm là tác dụng nhanh nên nhanh chóng làm dịu cơn đau hoặc các triệu chứng đầy bụng khó tiêu. Nhưng nhược điểm là thời gian tác dụng của thuốc lại ngắn, thường chỉ kéo dài khoảng 3 giờ, có nhiều tác dụng phụ và gây nên nhiều tương tác đối với các thuốc điều trị phối hợp. Ví dụ các hợp chất chứa nhôm thường gây táo bón, còn lại chứa magie gây tiêu chảy. Vì thế trong điều trị, người ta thường dùng chế phẩm phối hợp cả hai loại này. Hợp chất chứa nhôm dùng kéo dài gây xốp xương do làm giảm hàm lượng phosphat. Cách dùng uống sau bữa ăn 1 đến 2 giờ và trước lúc đi ngủ để thuốc trung hòa axit thừa, để giảm triệu chứng đau vùng thượng vị, đầy bụng dùng lúc có triệu chứng. Nhai kỹ viên thuốc và nuốt với một ít nước, khoảng 20 đến 50 ml. Vậy thì nếu như mà chúng ta dùng thuốc trung hòa axit dịch vị đúng theo liều lượng, vậy thì loại thuốc này có được dùng kéo dài không thưa bác sĩ? Người ta cũng có thể dùng trong một cái thời hạn tương đối dài, khoảng độ 4 đến 6 tuần. Nhưng mà cái cách dùng thì nó cũng có một cái sự phân biệt rất là rõ. Nếu chúng ta muốn giảm ngay tức khắc triệu chứng thì bất kỳ lúc nào có một cơn đau cấp thì chúng ta có thể dùng ngay. Nhưng mà thông thường thì chúng tôi với những cái bác sĩ khi kê cái nhóm thuốc này cho người bệnh thì chúng tôi khuyên người ta dùng là 7 lần trong một ngày. 7 lần trong một ngày tức là trước 3 bữa, sau cái bữa ăn, 3 cái bữa ăn chính của chúng ta là sáng, trưa và tối. Vâng. Thì 1 và 3 tiếng là chúng ta mỗi lần dùng một lần. Và cuối cùng là một cái gói, một cái lần trước khi mà người bệnh đi ngủ. Bạn thấy ngay tức là
có một cái sự hơi phức tạp. Hiện nay là y học đã tiến bộ, có rất nhiều những thuốc tốt ra đời và bệnh nhân thông thường chỉ uống một lần trong một ngày. Ở đây chúng ta biết rằng là họ phải uống 7 lần trong một ngày. Nếu mà giống một cái người mà đi làm việc thì đây cũng là một cái bất tiện. Vâng. Vậy thì những loại thuốc mà Trung Hòa axit dịch vị này có được coi là thuốc điều trị viêm loét dạ dày không, thưa giáo sư? Nếu mà bạn uống đúng như tôi nói thì nó cũng được coi là một trong những thuốc điều trị viêm loét dạ dày. Dạ. Nhưng mà tôi nói ngay là hiệu quả của nó thì không nhiều lắm. Vâng. Chủ yếu là điều trị triệu chứng. Có thể thấy rằng khi mà chúng ta sử dụng những cái thuốc Trung Hòa axit dịch vị như vậy thì cơn đau sẽ giảm rất là nhanh chóng. Nhưng ngược lại thì có trường hợp nào chống chỉ định dùng thuốc này không ạ? Có khá nhiều các cái trường hợp mà chống chỉ định. Tôi nói thí dụ những cái thuốc mà phốt pho đối với những cái chị em phụ nữ lớn tuổi, vâng, nó ảnh hưởng rất nhiều đến xương, cho nên là nếu mà chúng ta dùng kéo dài không lợi. Đối với các cụ già chẳng hạn, đối với các cụ già là bản thân người ta đang táo bón, nếu mà mình cho các cụ già uống những cái loại thuốc này thì cái tình trạng táo bón nó lại được nặng thêm rất là nhiều. Hoặc là một cái người đang bị một cái rối loạn tiêu hóa mà nếu mình cho uống những cái thuốc mà có magie chẳng hạn thì nó lại gây nên cái chảy. Vậy thì thưa giáo sư, có cách nào để chúng ta có thể làm giảm cơn đau viêm loét dạ dày hoặc là chữa trị cơn đau viêm loét dạ dày mà chúng ta không dùng thuốc không? Nhìn chung tức là các cái biện pháp về ăn uống, luyện tập, rồi những cái biện pháp thí dụ như thế này, hiện nay có rất là nhiều những cái người ta tìm đến những cái phương thức thí dụ như thế là yoga rồi là tập thiền chẳng hạn. Dạ. Thì nó cũng giúp cho những cái bệnh này có thể ở một số người nào đấy nó giảm đi. Và cái bệnh loét dạ dày tá tràng thì nó có một cái điều làm người ta hay ngộ nhận, tức nó diễn biến từng đợt. Cho nên hay dở gì thì đối với đa phần các cái người bị loét dạ dày tá tràng này, người ta cũng sau một số cái ngày người ta đau, người ta uống cái nọ cái kia rồi nó cũng là êm. Nhưng mà cho đến hiện nay thì gần như không có một cái biện pháp nào để mà nếu chỉ bằng những cái liệu pháp thông thường về ăn uống, về chế độ sinh hoạt mà chúng ta lại có thể giải quyết được cái căn bệnh loét dạ dày tá tràng này mà không có sự can thiệp của y học. Vậy thì ở phần cuối chương trình, thưa giáo sư sẽ có lời khuyên như thế nào dành cho những người đang và có thể sẽ bị bệnh viêm loét dạ dày? Trước hết là chúng ta biết rằng là không chỉ loét dạ dày tá tràng mà nếu mà bạn có được một cái cuộc sống, có một cái cuộc sống mà thoải mái về mặt tinh thần thì đối với tất cả các cái bệnh thì đều là tốt cả. Dạ vâng. Tôi nói đến vấn đề thứ hai là cái ăn uống trong bệnh loét dạ dày tá tràng. Thì người ta có khuyên chúng ta ăn một số những cái loại như sau. Thứ nhất là những cái rau quả mà có nhiều flavonoid. Dạ. Là một cái flavonoid là một cái chất có thể nói là nó ức chế cái sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori, là cái nguyên nhân có thể nói là nguyên nhân quan trọng nhất đặc biệt là ở Việt Nam đối với loét dạ dày tá tràng. Thì tôi có thể bạn sẽ hỏi là vậy bác sĩ có thể nói flavonoid thì có ở đâu? Nó có khá nhiều. Tôi lấy thí dụ như là táo. Yeah, cái quả táo của chúng ta thí dụ như thế là trong gừng. Vâng. Một số những cái loại rau quả như là nho, hoặc là hiện nay có một cái phong trào các cái bà các bác là hay dùng những cái nghệ cũng là một cái chất mà cũng có cái tác dụng, tức là ức chế cái gọi là sự phát triển Helicobacter pylori. Dạ. Ức chế cái quá trình viêm diễn ra trong dạ dày. Cái loại thức ăn thứ hai người ta thấy cũng rất là tốt đối với cái dạ dày mà đang trong cái tình trạng viêm loét. Đấy là những cái thức ăn mà nó chứa những cái chất chống oxy hóa. Thì tôi lấy thí dụ như thế là cái rau, dạ, cái loại rau quả mà có cái màu xanh ấy, cái màu xanh mà xanh thẫm thì nó có rất nhiều cái chất diệp lục. Và cái này có cái năng lực gọi là chống oxy hóa rất là cao. Dạ, đấy. Và một cái loại nữa chúng ta cũng cần nói đến, đây là rong biển. Thí dụ như các bạn hay đi ăn của cái nhà hàng Hàn Quốc chẳng hạn, là chúng ta hay có những cái tấm rong, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta cũng có rong chứ không phải. Thì đấy là những cái chất, những cái loại rau quả mà nó có thể giúp chúng ta gọi là cái chống oxy hóa. Và một cái dạng thức ăn nữa mà nó cũng rất là tốt đối với loét dạ dày tá tràng thì các bạn biết rằng là trước đây dân người ta rất là hay nói là cái chuối ấy là chống chỉ định đối với cái người loét dạ dày tá tràng. Nhiều người bảo là khi ăn một quả chuối tiêu vào là sẽ đau bụng ngay. Cái này nó cũng có một cái thực tiễn cách đây nhiều năm.
thì chúng ta không có thuốc, chủ yếu là những cái antacid mà tôi đã nói với bạn ở phần trước. Vâng. Cho nên là cái hiện tượng mà loét dạ dày tá tràng xong nó sơ chai, nó gây hẹp. Và lúc bây giờ là cả một cái dạ dày nó giãn ra kinh khủng, nó chứa cái dịch chua. Và bạn biết rồi, khi chúng ta ăn một cái quả chuối, mà chúng ta ăn một quả chuối vào, nó lại, cái thức ăn ở trong dạ dày, về dịch trong dạ dày của người bệnh không đi xuống được, thì cái quả chuối của chúng ta lại chứa một cái lượng đường rất là lớn. Vâng. Cho nên là nó lên men, nó tạo ra một cái sự đau còn mạnh hơn. Nhưng mà thật ra đấy là cái tiếng oan cho chuối. Chuối là một trong rất ít các thức ăn trong tự nhiên giúp cho cái quá trình liền sẹo loét ở dạ dày rất tốt. Rất cảm ơn giáo sư, tiến sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Và chắc chắn là qua chương trình ngày hôm nay thì những khán giả cũng sẽ hiểu hơn về cách điều trị và chế độ ăn uống như thế nào để hợp lý với bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. Một lần nữa cảm ơn giáo sư, tiến sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.